Kính thưa Cộng đoàn Phụng Vụ, Một đàn ông người Mỹ có một cái thói quen Là mỗi một tuần để dành riêng ra một ngày Để tập trung các em nghèo tập trung lại Dẫn các em đi ăn uống, dẫn các em đi mua sắm Rồi cho các em giải trí Rồi có một lần trong bữa ăn Có một em bé 8 tuổi bỗng dưng hỏi Thưa ông, ông có phải là Chúa Giêsu không? Đối với em bé này, Chúa Giêsu có nghĩa là bất cứ người nào có lòng bác ái quảng đại, vượt mọi chờ đợi và tưởng tượng của em. Nhận ra Chúa Giêsu và trở thành hình ảnh sống động của Ngài, đó là sứ điệp mà Chúa gửi đến cho chúng ta trong bài tin mừng của thánh lễ hôm nay. Hai môn đệ trên đường trở về Emmaus là những người đã từng sống với Chúa Giêsu và đã chia sẻ cuộc sống với ngài. Thế mà khi nhận ngài hiện ra và đàm đạo với các ông, các ông vẫn không nhận ra ngài ngay. Cho tới khi ngồi vào bàn ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các ông, mắt họ sáng ra và nhận ra ngài. Hai môn đệ em mau đã nhận ra thầy của mình qua cử chỉ bẻ bánh. Đúng thế, bẻ bánh là cử chỉ quen thuộc, là nét đặc trưng của Chúa Giêsu. Cử chỉ ấy là dấu chỉ của sự quên mình, hy sinh và trao ban cho người khác. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngày hôm nay trên mọi nẻo đường, Ngài vẫn tiếp tục đến với chúng ta như đã từng hiện ra với các môn đệ ngài đến qua cử chỉ trao ban và chia sẻ ngài đến với chúng ta qua những biến cố của cuộc đời cuộc sống mỗi người chúng ta ngài đến với mọi nẻo đường và góc khuất của chúng ta qua những gặp gỡ từng ngày ngài đến với chúng ta qua sự tận tụy của người cha qua tấm lòng quảng đại của người mẹ qua sự trung thủy và trao hiến của người vợ người chồng qua ánh mắt và nụ cười của trẻ thơ Ngài đến với chúng ta Bất cứ ai thể hiện cử chỉ yêu thương đối với người khác Ông có phải là giê -xu không? Phải chăng đó là câu hỏi Mà những người chung quanh thốt lên Khi nhận ra một nghĩa cử Của người Kitô tô hữu Của những người có đạo Dấu hiệu để người khác nhận ra các môn đệ của Chúa Giêsu chính là lòng bác ái yêu thương. Dấu vết riêng trong dung mạo của người Kitô hữu chính là cử chỉ trao ban của Chúa Giêsu đang cần những cử chỉ ấy để gửi đi một tín hiệu loan báo sự hiện diện và tác động của Chúa trong cuộc sống. Trong những ngày đại dịch Covid-19 này, đã có biết bao nhiêu khuôn mặt của Chúa Giêsu được thể hiện nơi những nhà lãnh đạo quốc gia đang lo lắng sức khỏe cho người dân. khuôn mặt của Chúa Giêsu được thể hiện nơi những chiến binh áo trắng là các bác sĩ y sĩ đang hàng ngày, hàng giờ phải chăm sóc chữa trị cho các bệnh nhân COVID, mặc dù cũng rất nguy hiểm đến tính mạng của họ. khuôn mặt của Chúa Giêsu được thể hiện nơi những chiếc máy ATM gạo của cá nhân và các tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột, Đại học Vũ Xuân Huế, Nghĩa Tân Hà Nội, Giáo sứ Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng. Những cái máy đấy đã nhả dần những hạt gạo của tình thương và chia sẻ cho những người nghèo trong lúc dịch bệnh. Khuôn mặt của Đức Giêsu được thể hiện nơi Đức Thánh Cha Phanxicô, nơi các sở của tòa thánh Caritas quốc tế tại Caritas Việt Nam và nhiều giáo phận và rất nhiều người tin vào Chúa trong các chương trình cầu nguyện, giúp kinh phí và những việc làm cụ thể nơi những vùng anh chị em đang có dịch hoặc bị cách ly. Khuôn mặt của Chúa Giêsu được thể hiện tại nhà hàng 113 Hùng Vương Nha Trang trong chương trình ai cần cứ đến lấy tại lương thế vinh Hà Nội, câu lạc bộ bạn thương nhau Đà Nẵng rồi Quán cơm Samaria tại giáo phận Hải Phòng với những suất cơm ổ bánh mì trong mùa dịch này thật ấm lòng của tình yêu bác ái. Khuôn mặt của Chúa Giêsu phục sinh không chỉ hiện diện với hai môn đệ trên đường Emmaus, nhưng Ngài đã đến với chúng ta qua dấu chỉ nơi một người bạn gặp tình cờ, một người vẫn âm thầm cầu nguyện cho chúng ta, một người đến an ủi chúng ta lúc thất vọng và đau khổ. Ngài thổi vào lòng chúng ta niềm hy vọng, niềm tin yêu. Ngài vẫn đến với chúng ta qua thánh lễ trực tuyến, qua lời của Ngài, qua việc rước lễ thiêng liêng. Ngài đến hiện diện trong bữa ăn chung trong các gia đình chúng ta. Ngài vẫn đến ân cần trên bàn học trực tuyến của con cái của mỗi người chúng ta. Khi cảm nhận được niềm vui phục sinh của Chúa, chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện gửi đi một tin nhắn gọi một cuộc điện thoại thăm hỏi một người anh chị em của mình đang buồn phiền trầm cảm cô đơn bệnh tật để giúp khơi dậy họ niềm vui và hy vọng xin đấng phục sinh hiện diện và làm bừng tỉnh mỗi tâm hồn chúng ta trong tuần bắt nhật này cũng như soi đường mở trí cho chúng ta trong mỗi bước đi của cuộc sống để mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ khuôn mặt của Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời. Để ở đâu có tình bác ái yêu thương, ở đâu có lòng từ tâm và quảng đại, ở đâu có tình người, tình đồng bào, ở đó có khuôn mặt của Đức Giêsu được tỏ lộ cách rõ ràng và nguồn suối ân sủng của Chúa phục sinh được lan tỏa đến đó và con tim sẽ vui trở lại trong ơn thánh phục sinh và trong những ngày đại dịch này. Amen.